Nữ Vương Niu giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng. Nguyên Khang xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với chương trình Sống Vui. Quý vị thân mến, viêm nhiễm phụ khoa là tình trạng viêm nhiễm tại cơ quan sinh dục nữ, điển hình như là viêm âm đạo, viêm lỗ tuyến cổ tử cung, viêm phần phụ, bị khí hư, huyết trắng ra bất thường. Viêm nhiễm phụ khoa thường gây khó chịu và gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như là sức khỏe của những chị em. Và đây cũng là bệnh lý có tỷ lệ tái phát cao lên tới hơn 50%, bệnh thường hay dai dẳng, mãn tính và cũng sẽ gây ra những cái vấn đề rất là khó chịu nếu như chị em của chúng ta chủ quan, và vì vậy sẽ dẫn đến những cái biến chứng gây nguy hiểm như là áp xe ổ bụng, vô sinh hay ung thư cổ tử cung là điều rất nguy hiểm. Và qua chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với cái chủ đề đó là cách đẩy lùi các bệnh viêm nhiễm phụ khoa kéo dài hay tái phát. Và chúng tôi xin được giới thiệu chuyên gia của chương trình, Nguyễn Thái Hà. Xin chào. Xin chào Nguyên Khang và chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với câu hỏi dành cho chuyên gia, chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Hôm nay mình 30 tuổi, khoảng một năm gần lại đây thì mình gặp cái tình trạng là ngứa rát vùng kín, da nhiều khí hư này. Tôi có đi khám bác sĩ thì bác sĩ kết luận rằng là tôi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung cùng với viêm âm đạo ấy. Tôi cũng đã điều trị, có khi là dùng cả thuốc đặt ấy, nhưng mà đều không có tác dụng, đều không khỏi và bị mắc lại ấy. Thậm chí là tôi cũng đã đi diệt tuyến ấy, nhưng mà bệnh vẫn tái phát. Tôi rất mong được chuyên gia chương trình ấy, tư vấn giúp tôi là có cách nào ấy, giúp tôi hết được cái bị viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng và có cái biện pháp nào khắc phục triệt để không? Thưa chuyên gia, các chị em phụ nữ đôi khi gặp những vấn đề là viêm nhiễm phụ khoa và cái tình trạng này nó dai dẳng, tái đi tái lại rất nhiều lần. Chuyên gia có thể cho mọi người biết là nguyên nhân vì sao lại có cái vấn đề viêm nhiễm phụ khoa mà bị dai dẳng như vậy không ạ? Viêm nhiễm phụ khoa chủ yếu đấy chính là tình trạng viêm âm hộ, viêm âm đạo. Các cái nguyên nhân mà dẫn tới viêm nhiễm phụ khoa thì đấy là cách vệ sinh của chị em. Ví dụ như là mình dùng cái dung dịch tẩy rửa quá mạnh, đấy nó sẽ làm thay đổi cái môi trường của âm đạo là dễ bị viêm nhiễm. Yeah. Hoặc là cái cách mình rửa, đấy mình đem mình rửa từ sau ra trước thì sẽ lây bệnh từ đằng sau ra đằng trước, hay nói cho đúng là từ hậu môn ra cái vùng kính đó. Hoặc là mình rửa vệ sinh xong mình lại dùng cái khăn mình lau, nên khi mình bị bệnh, cái nấm hay vi khuẩn nó dính vào cái khăn và mình xài lại khăn, mình sẽ nhiễm bệnh quay trở lại. Cái thứ hai nữa là gì, chị em hay mặc những cái quần bó dày trong cái thời tiết nắng nóng. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa là gì, lây bệnh trực tiếp từ ông xã hoặc là từ cái người quan hệ với mình. Rồi cái thứ tư nữa là những chị em mang thai đó, khi mang thai cái hệ nội tiết trong cơ thể nó thay đổi thì nó sẽ làm thay đổi cái độ pH của âm đạo, cũng làm cho dễ bị viêm nhiễm. Và những chị em điều trị kháng sinh kéo dài hoặc là những chị em đang điều trị xạ trị, hóa trị của bệnh ung thư thì làm cho cái hệ miễn dịch của cơ thể nó bị suy giảm, cũng dễ nhiễm bệnh. Và 90% các cái nguyên nhân mà đưa đến bệnh này nó sẽ làm cho chị em dễ tái đi tái lại hoặc là bệnh nó sẽ kéo dài. Cái biểu hiện của bệnh này đầu tiên đó là cái vùng kính của chị em nó sẽ bị ngứa rát và nó ra cái dịch rất là kỳ cục, nó không còn là người ta gọi là huyết trắng, nhưng bây giờ không phải là huyết trắng nữa mà nó là cái màu vàng xanh. Rồi cái nữa là cái vùng kính nó bị sưng tấy đỏ lên thế, và đặc biệt là có thể ra huyết khi quan hệ. Thưa chuyên gia, có tình trạng là các chị em phụ nữ thường hay mặc kệ, có nghĩa là thấy cái tình trạng đó của mình có vẻ là chưa nghiêm trọng lắm cho nên là sẽ không có chữa trị dứt điểm, và cái bệnh là viêm nhiễm phụ khoa này nó tái đi tái lại rất nhiều lần. Xin chuyên gia có thể cho biết là nếu như không chữa trị dứt điểm thì những cái biến chứng nguy hiểm nào có thể xảy ra? Nó gây ra nhiều cái biến chứng lắm. Đầu tiên đó là nó gây cái cản trở cho chị em, vì nó gây ngứa rát cái vùng kính cho anh chị em không có tập trung vào công việc được, nó ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt hàng ngày. Rồi cái thứ hai nữa, hay cái này mới là quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của hai vợ chồng. Cái thứ ba nữa, cái hệ sinh dục phụ nữ nó là một cái ống thông từ bên ngoài
là âm hộ, xong đến âm đạo, xong đến cổ tử cung, tử cung, ống dẫn trứng và vào trong bụng. Cho nên nếu mình để lâu, mình không điều trị hoặc là điều trị không đúng thì nó sẽ viêm nhiễm lan từ dưới lên trên, ảnh hưởng đến cái thiên chức làm vợ, làm mẹ của chị em. Và những chị em mà đang mang thai mà bị viêm nhiễm âm đạo đấy, sẽ dễ bị sảy thai hoặc là sanh non. Và các cái bé sơ sinh sanh ra mà ở những trường hợp bị viêm nhiễm như vậy, bé sẽ dễ bị viêm miệng, viêm kết mạc mắt, viêm da, viêm phổi. Đâu là những cái phương pháp để chúng ta có thể điều trị cái vấn đề là viêm nhiễm phụ khoa, và đâu sẽ là cái phương pháp hiệu quả nhất ạ? Hiện nay thì có rất là nhiều cái cách để điều trị cái viêm nhiễm phụ khoa. Đấy, nhưng mà chị em phải lưu ý là không nên điều trị tại nhà, tự điều trị đó. Và cũng không nên mua thuốc, nhất là về thuốc đông y qua online. Vì như thế mình sẽ không được chẩn đoán đúng bệnh và không được điều trị đúng thuốc và không được theo dõi, nghĩa là để tránh cái quá trình tái nhiễm hoặc là kéo dài. Xu hướng hiện nay là có hai cái phương pháp để điều trị cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa này. Thứ nhất là mình đi khám đúng chuyên khoa để mình có cái đơn thuốc, đặt thuốc tại chỗ và uống thuốc nếu cần để diệt các tác nhân gây bệnh. Và thứ hai nữa là bên cạnh sử dụng cái toa thuốc này, mình sử dụng thêm cái viên uống có chứa immun gamma và các cái thảo dược khác như trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây ký ninh. Nó cho cái tác dụng làm tăng cái khả năng chống viêm, làm lành nhanh cái tổn thương do viêm, kiểm soát cái dịch tiết âm đạo, cho nên là âm đạo sẽ khô thoáng hơn sau vài tuần sử dụng. Nó giúp cân bằng cái độ pH âm đạo, tăng sức cái đề kháng của cơ thể, khôi phục lại cái cơ chế tự bảo vệ của cái vùng kín. Và khi mình kết hợp với cái toa thuốc đặc trị của bên Tây Y thì nó diệt các cái tác nhân gây bệnh, và nhờ cái hiệu quả này nó sẽ làm giảm cái nguy cơ là viêm nhiễm nặng nề ở vùng bụng, vùng chậu. Đấy, và cái nữa là ung thư cổ tử cung. Khi mà mình sử dụng như thế này thì mình nên kết hợp với một cái dung dịch phụ khoa có độ pH phù hợp từ 4 đến 6, nó phù hợp với cái độ pH của âm đạo. Đấy, và nó còn chứa các cái thảo dược khác như tinh chất mít, trà xanh, tinh dầu bạc hà, nhờ tăng hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ tái nhiễm và không gây dị ứng. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nữ Vương New hỗ trợ điều trị hiệu quả viêm âm đạo do nấm và các bệnh viêm nhiễm phụ khoa khác. Nhờ chứa Imugama và thảo dược, viên uống Nữ Vương New giúp cân bằng pH âm đạo, tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống viêm và làm lành tổn thương, giúp vùng kín khô thoáng và giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương New tốt cho phụ nữ bị các bệnh viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm phần phụ, đặc biệt tốt khi bị kéo dài, mãn tính hoặc hay tái phát. Hãy vệ sinh vùng kín bằng Nữ Vương Gel để đạt hiệu quả tốt hơn. Nữ Vương New đã được nghiên cứu chứng minh tác dụng. Xin cảm ơn những tư vấn từ chuyên gia Thái Hà. Thưa quý vị, với tư vấn vừa rồi, hy vọng sẽ là những lời khuyên bổ ích cho các chị em phụ nữ khi mà theo dõi chương trình này. Và nếu các chị em phụ nữ có câu hỏi nào thì xin vui lòng gọi điện đến số điện thoại hotline của chúng tôi 1800 558889. Đây là số điện thoại miễn cước, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại 24/7 0896 509 509. Quý vị cũng có thể gửi cho email của chương trình songkhoeavongbacsitivan.vn, hoặc quý vị cũng có thể truy cập vào website bacsitivan.vn. Lần nữa, Nguyên Khang cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi đã thực sự thoát khỏi viêm âm đạo cùng với viêm lộ tuyến cổ tử cung nhờ cách đặt và uống theo đơn của bác sĩ, cùng với uống viên uống chứa thành phần Imugama và các thảo dược. Bên cạnh đó, tôi còn sử dụng kết hợp gel vệ sinh. Sau một thời gian thì tôi đã hết hẳn cái tình trạng da khí hư nhiều và ngứa rát. Tôi có đi khám lại bác sĩ thì bác sĩ đã kết luận là tôi đã chữa khỏi được viêm lộ tuyến. Sau đó thì đến bây giờ tôi đã có một bé gái 6 tháng. Nữ Vương New giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.